đã đến rồi, gieo sắt muôn ngàn hoa suốt đời. Cuối trong bình minh, muôn loài chim cất tiếng ca mọi nơi. Số 1 mặc hơi cọc nha em ơi. Hay đúng rồi, số 2. Số 3 chắc làm văn phòng. Số 4 thì tư vấn về đất nền. Không, là làm bên cửa hàng lương thực thực phẩm. Dạ, số 5 thì tướng đẹp á, chắc làm BT hay là dancer đó. Thấy mấy sợi dây mà ngay quần đó, em phong cách. Còn số 6. Số 6 chắc tiểu thương bán đồ đâu ngoài chợ ăn đông hay đâu đó. Sao nhìn số 3 cứ giống anh diễn viên Anh Đức ạ? Em nhìn thấy ai anh thấy giống anh Đức như sao ấy? Làm sao có thể mà qua mắt được anh em nhà ta. Múa điều cũng thợ ba hàm răng sứ nè. Ba hàm rồi à? Dạ. Tại sao làm thế nào mà lần ba lần mới được? Tại vì em làm theo trend. Có nghĩa là năm 2007 nó ra kiểu con thỏ. Răng thỏ, đúng thì rồi. Em làm con thỏ. Rồi. Nó ra kiểu răng cá tính thì em làm kiểu răng cá tính. Cái bộ đây là bộ gì đây? Ở đây cái răng nhu mì. Tại vì mặt em dữ rồi em phải làm bộ răng nhu mì cho nó cân bằng lại. Cái mặt nó hiền lại. Vẫn không thấy hiền. Cười cười cho có nét nhu mì coi. Thường á, dù nếu như mà nữ bây giờ là ít phun xăng, nhưng mà nam nếu mà biểu diễn mà muốn đẹp những event lớn là phải phun xăng cho hiệu ứng nó đẹp. Yeah. Và khi mà phun dầu hôi phun xăng thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, nó vô cổ họng nó thấm từ từ. Và Lâm nghĩ cái phỏng nó cũng bình thường thôi, bởi vì mình quá chuyên nghiệp rồi, mình có thể kiểm tra được cái mình có thể điều khiển được ngọn lửa. Sợ là cái sợ cái cổ họng thôi. Ban đầu em vừa mở miệng lên là em nghe cái giọng của anh nó rất là nội lực. Đúng rồi, nó rất là nội lực, và nghe là chỉ có dân trong nghệ thuật mới có thể nói được những cái lời như vậy. Yeah. Đúng không em? Rất đúng. Còn đối với cái nội lực mà để hát nhạc cổ điển là số 2, ngoại hình, mắt kiến, mái tóc, bộ đồ, bóc dáng thích, luôn, dốc dáng, nói chung chạy đâu cho thoát. Điển 2, 3. Này, em mà hát thế tự nhiên là có một số chị ở đây lại tưởng có cứu hộ chó mèo. Hay quá.